Hello, hello anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình, Emiro đây. Ngày hôm qua thì mình có up clip Sparky rồi. Thì mình rút kinh nghiệm là mình cho cái âm video nó nhỏ hơn một chút. Này sẽ là đủ rồi. Ok, ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với XBOW. Nhưng mà đây là phiên bản XBOW nó có này. Thông vì thông thường của chúng ta có một phiên bản XBOW đó chính là ICBOW. Nhưng mà các player họ thông thường thì họ sẽ có thêm một con họ thay vào đó là một con Nai thì nó sẽ có thủ tốt hơn là con IC, vì con IC thì nó thủ kém hơn thì mọi người muốn chắc chắn hơn. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ có đến với lại Bestfast. Bestfast anh ta là một một người bạn của mình và một hiện tại thì anh đang top 1. Phải nói là thì anh ta cũng không tệ, 7.900 không phải là tệ đâu cho một player mà không chuyên nghiệp. Ok, chúng ta sẽ đến vào game đầu tiên. Let's go, game number one. Mình sẽ chọn tất cả các chọn các gameplay nó đặc trưng nhất, mệt cho cái meta, những cái mùa, những cái matchup nó tốt nhất cho các bạn xem. Chứ mình sẽ không chọn những cái matchup kiểu nó cái dạng dạng mắt dạng deck nó không phổ biến. Thì như thế thì các bạn xem nó cũng không không có nhiều kinh nghiệm lắm. Đôi khi các bạn có thể đánh những cái deck mà off meta ấy, thì mà các bạn đối mặt những cái deck off meta thì các bạn có thể thua. Nhưng mà thực sự cái tỷ lệ mà để các bạn thua những cái deck đấy thì nó không nhiều. Hoặc là ví dụ như là cho ví dụ các player họ đánh CIM á thì họ sẽ rất cần những cái deck kiểu này, nhưng mà thông thường thì những CIM player thì họ có một cái đội ngũ phân tích rồi nên chúng ta cũng không cần phải làm như điều đấy. Ok, và chúng ta sẽ đến quay lại game đầu tiên. Cái deck của Deco này thực sự đây là một cái deck không phổ biến, nhưng anh ta là một người chơi khá là dị, bởi vì nếu các bạn quan để ý trên top ladder 200 thì gần như thanh niên này luôn nằm ở top 200 trong những cái ngày từ đầu mùa đến gần cuối mùa. Sau đấy gần cuối mùa thì bắt đầu tụt. Đấy, nó có một cái điều rất khá là thú vị như vậy. Thì cái deck này của anh ta đó chính là có cả Royal Giant này, Skeleton Giant này, Goblin Barrel này, Lumberjack Arrow, Skeleton Army nữa, và con Inferno Dragon. Cái deck này á nó có mày rất may là cái con Inferno bên phía bên kia, rồng Inferno bên kia nó còn được một chút máu, chứ không nếu mà trong turn vừa rồi mà nó còn full máu thì chắc chắn là best phát anh ta sẽ mất một cái trụ ngay, mà đặc biệt là khi mà Xbo đã mất một cái trụ, mất trụ nào đi chẳng vậy, đặc biệt là khi mà đổi trụ mà đổi cái trụ chéo nhau thì thực sự là Xbo cực kỳ là khó đánh, mà đặc biệt trong kiểu matchup như thế này nữa. Deco anh ta có tận tới con hai con tanh cơ, vì vậy là sẽ rất khó cho bét phát nếu mà mất cái trụ đầu tiên. Tuy nhiên thì một cái điều khá là thú vị, bởi vì cái deck của bét phát anh ta có con nai để anh ta có thể chặn được khá là tốt. Tuy nhiên là rất là may trong cái turn vừa rồi khi mà con Giant Skeleton không đi thêm một ô nữa, nếu mà nó đi thêm một ô nữa thì lượng đam của quả nổ nó tác động lên cái trụ là mình như là mất hơn 1.000 máu, khá là đau. Đấy, các bạn thấy là khi cái deck này nó không không, không cái dạng này không phổ biến, nhưng mà khi các bạn đánh đánh cái kiểu off meta như này thì thực sự nó rất là khó chịu. Đôi khi là meta chúng ta có thể ăn được, nhưng mà đến khi mà gặp những deck off meta thì chúng ta đánh cực kỳ là khó chịu, mất rất nhiều thời gian. Có thể thắng đấy, nhưng mà thực sự đánh rất đau đầu. Các bạn thấy là Skeleton Army này vừa lock, phải sử dụng lock để cho con Goblin Barrel thì Skeleton Army đẩy lên cộng với lại Giant Skeleton nữa, cực kỳ là khó chịu. Những cái matchup nó quá khó. Đôi khi chúng ta cần phải gọi là kinh nghiệm xử lý nhiều hơn là cái việc mà kỹ năng, bởi vì các bạn biết là những cái deck mà các bạn đang chơi một deck thì các bạn sẽ có kỹ năng xử lý bài nó tốt, xử lý bài nó dẻo, gọi là quả dẻo dẻo quá. Bây giờ thì Xbo đã ngắt vào trụ, tuy nhiên thì một con Egwene như thế này thì rất dễ là bị chết rồi, bị outcycle, và như vậy thì Xbo bắn vào không có một con nào. Good job. Phải nói là thực sự là best phát anh ta, kỹ năng của anh ta cao hơn rất nhiều sau những ngày đầu tiên mà mình biết anh ta. Những ngày đầu tiên mà bắt đầu mình add friend của anh ta, thực sự cái quả của anh ta khi mà leo top ladder thì gần như không cao. Trong những cái mùa gần đây, chúng ta còn thêm một hơn một tuần nữa chúng ta sẽ kết thúc cái mùa rồi giải tháng 9 này. Mặc dù là deck này có hai con tanh đấy, nhưng mà thực sự là nó không cái khi mà chỉ cần một outcycle một con Aegis thôi mà Xbo bắn vào trụ thì gần như là có thể mất cái trụ.
Tuy nhiên thì phải nói là cái deck này đánh cực kỳ là khó chịu đối với những player mà thiếu kinh nghiệm thì chắc chắn là sẽ thua. Hơn nữa thì hại thông thường mình khuyên các bạn là khi mà họ có arrow thì chúng ta không nên đặt hai con archer về cùng một phía, nhưng các bạn biết là cái deck này nó xoay rất chậm mà nó không thể nhanh được bằng ít bầu lấy bầu này, vì vậy là arrow sẽ không cycle nhanh bằng như vậy là hai con archer sẽ tách cùng hướng luôn. Chứ nếu bây giờ hai con archer mà tách ra hai hướng khác nhau thì cái lượng support cho ít bầu hay tesla sẽ bị giảm đi. Đấy, các bạn thấy là deck hai con archer nó cùng một hướng. Và đây là thời điểm, chắc chắn là thời điểm để thủ thôi chứ không phải để công nữa. Good job. Tiebreaker. Ok, mình sẽ review game thứ hai. À, Dennis Lowe. Deck này cũng không phải là phổ biến, nhưng mà Dennis Lowe anh ta là luôn là người trong top ladder. Và đặc biệt là mình rất thích anh ta bởi vì là Dennis Lowe is the best wizard ever right now. Mình cứ hay gọi mình là wizard god, nhưng mà thực ra đối với những player mà họ có wizard mà đánh lên top 200 như thế này là ghê đấy. Thông thường thanh niên này toàn finish top từ 50 trở lên thôi, không phải dạng vừa đâu. Và cái deck này có một cái điều là Giant Skeleton này, có Fireball này, có wizard này, có Skeleton Army này. Cái deck này nó có gọi là như này, có những con mà có thể câu được cái spell của đối phương. Ví dụ như các bạn ấy, những con wizard là mấy con điều kiện để cái deck này, cái deck của Dennis Lowe này nó khá là yếu khi mà defend trên trên không. Vì vậy là Dennis Lowe anh ta khi mà anh ta bị fireball một con wizard ấy, thì gần như là anh ta sẽ rất là khó thủ trong cái turn của lava chẳng hạn. Trong turn này thì mình nghĩ là Dennis Lowe anh ta đang cố gắng. Mình không hiểu về cái đánh của Dennis Lowe cho lắm, bởi vì các bạn thấy là có khi là anh ta có thể đẩy cái có thể nhận à, có thể là đẩy trụ đổi trụ luôn, và anh ta thêm tháo một con wizard hay là dùng, thay vì là dùng cái turn vừa fireball và vừa lock vừa rồi, mình thấy nó không hợp lý một chút nào. Và trong cái turn vừa rồi mình thấy là X-Bow bắn lên X có rất nhiều đam đến từ X-Bow. Xem các dịp play và ngồi phân tích như thế này, chúng ta thấy là nhiều khi là có những phương án giải quyết tốt hơn trong thời điểm đấy. Ví dụ như trong vừa rồi mà mình nghĩ là Enristo anh ta đẩy về một phía, sau đấy là anh ta đổi trụ thì anh ta sẽ có một cái trận lợi thế hơn, tốt hơn nhiều. Dùng Tornado trong cái turn này để giết hai con Archer và con Knight thực sự nó hơi bị tốn Eli. Tesla lại rất giật vào con Evic, cực kỳ là khó chịu. Và bây giờ thời điểm có thể đặt đẩy Hawk lên, tuy nhiên là trong turn này Third Call Benisto trong những turn như thế này anh ta bị out cycle quá nhanh. Và như vậy thì anh ta cũng chả có đủ Eli để có thể xoay ra một con Skeleton Giant hay là Skeleton Army để gọi như làm gọi là tank để đẩy Hawk lên hay đẩy Ninjas lên con cảm này nữa. Chính ra thực sự cái deck này nhé, mình thấy nếu mà đánh chuẩn ra thì không sợ X-Bow đâu. Nhưng mà cách đánh của Dennisto anh ta vẫn có một cái chút gì đấy cứ gọi là không hợp lý. Nó không hợp lý cho những cái matchup kiểu này. Anh ta có cả Na, có cả Skeleton Giant, nhưng mà cuối cùng anh ta vẫn không thể không thể chặn được X-Bow mà để tránh X-Bow bắn vào trụ. Bây giờ thì X-Bow đổi hướng. Skeleton, con IC Priest luôn luôn nhảy được vào trụ. Dennisto anh ta đang đặt vị trí của cái này khá là lỗi. Hawk vào trụ. Khá là đáng tiếc, còn deck của Dennisto anh ta không có cách nào để giết được hai con Archer, chẳng nhẽ lại dùng Fireball không hợp lý như thế nào. Vì nếu mà Tornado phải kết hợp với lại cái ý định của Dennis Lowe anh ta kéo Tornado để kéo con Giant Skeleton nó đẩy về một chút thì như nào nhỉ, sẽ cái nổ của nó sẽ tác động đến X-Bow. Tuy nhiên thì bây giờ Tornado nó chỉ còn một giây thôi, vì vậy là sẽ rất khó xử lý những trường pha như vậy, gọi là mạo hiểm đó. Và khi mà chúng ta sử dụng mạo lỗi như vậy, gọi là lỗi đi,
chúng ta sẽ bị lỗ Bailey. Chỉ mà trong những cái deck bản mà phát chấp gặp kiểu mất chấp cycle thế này thì thực sự Bailey nó sẽ là một vấn đề kỳ lớn. Vì vì này chúng ta gặp cầm cầm deck nặng mà chúng ta lại còn bị thọt Bailey nữa thì thực sự nó quá khó, quá khó. Fireball cycle rồi. Thời điểm big Bailey thì thực sự nó quá nhanh cho các những cái deck mà very fast cycle luôn. Super fast cycle, Wizard bắn vào Tesla rất hay. Tuy nhiên này con Wizard thực sự phải nói là dùng Wizard nó vẫn là cái con dao hai lưỡi. Con đam thì mạnh lắm đấy nhưng mà máu của nó dấy quá và chúng ta mất tận 50 điểm. Con Giant Skeleton đáng lẽ phải con Hawk, nếu mà trong cái bài chuẩn bài đó là con Hawk sẽ đẩy đít con Giant Skeleton lên nhưng mà thực sự cái bài đó không đúng thì con Hawk không thể đẩy được hai con mục tiêu khác nhau. Ok, good game. Most looking for nếu mình nhớ không nhầm thì đây là Golem Clones. Không, Monkey D. Luffy, anh ta hình như là người bạn của mình, anh ta chơi trước là chơi Golem Clones. Golem Clones nhưng mà ngày hôm nay lại chuyển sang Skeleton Dragon. À đâu, Electro Dragon này, với lại Skeleton Dragon này, Lumber, Tornado. Như là deck này cũng có bình Exploiter. Đúng rồi, bên này thả con Nai thì bên kia thả con Exo sẽ là một lượng đi hợp lý. Sơn này có lãng lẽ ra thì Luffy anh ta cũng không cần phải đẩy một con Lumber sớm quá. Bởi vì lại ra có thể đặt Golem ở trong cái sơn này. Tuy nhiên này trong cái sơn, những cái sơn đầu tiên thì thông thường họ sẽ không đặt Golem. Những... vì thấy các player họ chơi gọi là Golem first. Nhưng mà cái deck Golem này nó hơi nặng. Nó hơi nặng, đặc biệt là những cái deck có Golem Lightning thì nặng quá. Và anh Luffy anh ta đang cố gắng đặt một cái bình. Tuy nhiên thì bây giờ thì đến thời điểm mà Benfa anh ta đã có một cái bầu thứ hai rồi thì thực sự là phải nói là cái trụ sẽ bật bay luôn, Lumber đẩy lên. Nhưng mà nếu mà khi mà đánh như kiểu này thì thực sự nó không lợi, không đúng một chút nào cả. Bởi vì là X-Bow, Golem nó nặng rồi mà chúng ta đã đánh theo cycle của một cái deck cycle nhanh nữa thì thực sự là chúng ta sẽ bị lỗi Eli quá nhiều. Và gần như là GG well play, mất trụ ngay từ đầu tiên. Thông thường thì những cái deck mà kiểu Golem như này thì họ thông thường họ đổi cụ, dồn nó là Golem luôn. Họ không chần chừ nữa. Tại vì nếu mà chúng ta chần chừ chúng ta sẽ bị thêm, cứ thả các quân thì chúng ta sẽ càng chết và chúng ta sẽ càng bị thụt Eli. Bây giờ thời điểm mà đặt tới sự quái chờ. Golem hơi cao so với quỵ, mình nghĩ là Golem thấp cũng được, độ trụ luôn. Thời điểm đây là X-Bow sẽ thủ trước đã. Deck của Golem này không có spell to. Tuy nhiên nó có một điều lợi thế đó chính là nó có phần Extra Dragon. Nó sẽ làm rất nhiều điều trong cái thơ này. Tuy nhiên thì Golem đã mất rất nhiều máu rồi, nằm xuống rồi. Dark Green rồi. Tuy nhiên là cái chậm, cái tốc độ của con Extra Dragon nó yếu quá. Dồn rất nhiều lên nhưng cuối cùng là vẫn không thể bao nhiêu được. Hai con đích bầu có lẽ rằng là Luffy anh ta nghĩ best buy anh ta đặt một cái đích bầu công thì anh ta mới đặt Golem vào trận như vậy. Tuy nhiên thì đích bầu ở trong tên này best buy anh ta chuyển sang một thứ và đó là bài sai lầm của Luffy. Không có sự chênh lệch với Eli, tuy nhiên thì Best Five ta vẫn đủ tốt trong những cái tên tiếp theo này, chắc chắn là như vậy. Sẽ có hai con archer tiếp theo để bắn con Electro Garden hoặc là Golem Dato. Rồi, đặt Skeleton rất tốt để tách cái con Electro Garden đi, không để nó có sự support. Trong những cái matchup mà kiểu các bạn tập như kiểu Elixir Golem chẳng hạn, nó có sự support của con Electro Dragon này.
thì các bạn có thể nhiều pha xử lý thì tốt hơn, khi bạn phải tách con tách combo cục xúc nó ra ra thì xử lý tốt hơn. Tornado, Dark Green thì cứ càng đánh kiểu này thì càng lộ lỗ Eli và cần như là càng không thể bao trụ được. 600 864. Fireball cho con Skeleton Dragon. Một con Nai cộng với là hai con Archer thôi đã đủ để defend. Mà thực sự quá rẻ luôn. Hai con Archer trong cái turn vừa rồi quá rẻ. Bắn ít đầu bạn đã bắn Golem, bắn Dark Green, bắn Lumberjack quá mà. Chỉ cần một con Nai mini tank là con Nai thôi. Bất lực của Luffy. Chẳng cách nào để bao trụ được. Ok, mình sẽ chọn một deck nữa. À, Golem ở Pekka Lightning. Ok, đây là một cái deck matchup mình rất thích này. Đây là một cái cục xúc Rambider, Pekka, Lightning, Awip, Baby Dragon. Chúng ta xem xử lý thế nào. Ở đây là có lẽ là cái matchup cuối cùng mà mình muốn show cho các bạn xem. Bởi vì là cái matchup tiếp theo mình nghĩ là nó không hay cho lắm, không phổ biến được cái top meta. Và cái deck đấy nó cũng không phổ biến nữa cơ. Đánh như cái ban đầu thì spam hai con Archer về tách giữa hai bên. Bởi vì là không biết Ken sử dụng deck gì. Đó là một cái bài cái đánh mà chuẩn bài thả kiểu thăm dò xem đối phương sử dụng deck nào, sử dụng những con bài như thế nào. Còn này thì rất chậm và cùng cái thời điểm của Baby Dragon tới luôn. Lightning luôn. Good. Không có đam đấy từ Big Bow. Ngày xưa mà khi mà Lightning chưa bị giảm ấy, chưa bị giảm đam thì thực sự phải nói là khi mà các bạn đánh bầu mà gặp Lightning nó rất là khó chịu. Rất là khó chịu. Anh em nào đã từng đánh từ những cái năm 2017 2018 thì thực sự phải nói là gặp đánh bầu mà gặp Lightning sợ lắm. Rất sợ. Đánh nó ức chế. Gần như là X-Bow không thể công được. Ơ bài này có thứ solo được Ram Rider. Rồi đúng rồi, chói nó con này lại. Ram Rider đẩy lên. Một Snowball xong sau này sẽ hợp lý. Ram Rider vào trụ. Không. Một Snowball và con Ram Rider cần phải có 2 hit nữa để giết được con Archer. Kinh nghiệm của các bạn khi mà các bạn không có những cái thẻ reset thì các bạn nên đặt ví dụ những con cận chiến vậy chẳng hạn. Đặc biệt là ví dụ các bạn mình chơi lại mình chơi Banky đi. Thông thường mình sẽ đặt cái Ram Rider con Banky ngay cạnh thân trụ luôn. Để khi mà con Ram Rider nó chói lại thì nó không phải di chuyển nữa, nó đứng lên nó quạt luôn. Đây là một kinh nghiệm cho các bạn khi mà các bạn để defend Ram Rider mà các bạn không có building. Trong giờ này thì best buy các bạn con Nai hơi cao, mình nghĩ là đặt con Nai cạnh với lại cái Tesla sẽ hợp lý. Đâu bộ rồi, Ram Rider vào trụ công. Chợt Fireball nảy ra, Ram Rider bị reset lại. Dựa mà khi mà các bạn đánh có deck có building thì các bạn không sợ Ram Rider một chút nào. Nhưng con deck có không có building mới sợ thôi. Fireball con Awip không? Mình nghĩ là cần phải Fireball con Awip. Good. Thời điểm perfect luôn. Fireball đợi con Bandit nó xuất hiện. Cộng với thời gian Dark Push của nó đã kết thúc thì Fireball là quá chuẩn, hợp lý. Một cái loss sẽ là reset lại Ram Rider. Đúng rồi. Lightning chuẩn bài luôn. Nhìn đi.
cần phải có 3 hit không, 4 hit thì mới chết được con Archer. Mình nghĩ là trong những thời gian tới thì thực sự combo là X-Bow Archer xong rồi X-Bow Ice Bow nó vẫn còn toàn ở đấy thôi, không thể nào có một cái deck khác được. Nếu dạng thì ngày xưa chúng ta nhớ là khi mà những cái quân nào nó được buff ấy thì thường chúng ta sẽ có một cái deck mới kết hợp X-Bow. Thì trong cái thơ này X-Bow bắn vào trụ rồi, GG, well play. Cái whip như vậy là không đủ. Quá hay. Good job. Well done. Cảm ơn anh em đã xem nhá. Cảm ơn anh em. Don't forget to follow Besta Igbo on his Twitter. I put below description. Mình sẽ để cái link của Twitter của Besta vào dưới phần mô tả của video và các bạn nhớ follow anh ta nha. See you and if you like. Nếu bạn thích video này thì để lại một like, một subscribe, một comment. Nếu bạn mình sẽ giải thích các bạn nếu các bạn có thắc mắc điều gì. You like this video, give me a like, share and subscribe my channel. Thank you so much and don't forget to follow Besta on his Twitter. Thank you so much. Bye.